Mình xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 14 giờ 30 phút trưa ngày 22 tháng 4 năm 2022 quý vị và các bạn. Mình đang ở ngã ba Khương Trung và tuyến đường Nguyễn Trãi. Hôm nay Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một đoạn trên dòng sông Tô Ninh. Ngay đầu tuyến phố Khương Trung, Việt thấy luôn nhộn nhịp, đông đúc các phương tiện di chuyển. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Việt đi tới tuyến phố Định Công Thượng. Xong Việt sẽ dừng clip. Hôm nay thủ đô Hà Nội nắng to và rực rỡ, ánh nắng đầy nửa quý vị và các bạn. Nắng nóng rồi, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 34 độ C. Nếu mặt đường bốc lên thì như Việt đi Việt cảm nhận thì khoảng 35-36 độ. Dự báo thì khoảng 34 độ. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Việt ở trên tuyến phố Khương Trung. Việt thấy vẫn còn một số cửa hàng vẫn chưa có người thuê. Ngay ở góc ngã ba thì bên này cũng còn một cửa hàng cũng chưa có người kinh doanh, quý vị và các bạn. Ngay ở đầu ngã ba thì có một cô bán hoa quả. Việt thấy Việt đứng từ nãy đến giờ thì cũng không thấy có khách. Bên này sông Tô Ninh thì do vỉa hè nhỏ nên Việt thấy không được trồng nhiều hàng cây như ở bên bên kia đường tuyến phố Thượng Đình. Thì Việt thấy trồng thêm một hàng cây dừa như cây cọ. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube. Qua video này Việt cũng gửi tới một quý vị, có nhiều Việt gửi tới quý vị những hình ảnh ở trên quận Thanh Xuân và quận Hà Đông. Thì hôm nay Việt có dịp đi xuống quận Thanh Xuân, Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh. Chúc màn hình quý vị và các bạn đường rẽ vào tuyến phố Khương Trung. Hôm nay Việt sẽ không đi trên tuyến phố Khương Trung. Việt sẽ đi trên tuyến phố Vũ Tông Phan. Ánh nắng rọi xuống các tán cây, Việt thấy cũng rất đẹp quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở dưới tuyến phố Vũ Tông Phan. Việt thấy khoảng 30% là đóng cửa, 70% là mở cửa. Trên sông Tô Ninh, Việt đi thì từ nãy đến giờ thì Việt không cảm thấy có mùi hôi. Nhiều cửa hàng mở hơn, nhưng chắc chắn đầu giờ chiều thì rất chậm quý vị và các bạn.
kinh doanh buôn bán là nhận thấy cũng ghi rõ giá ở trước mặt cửa hàng luôn, 150 một cái đầm, 150 một cái áo. Này thì về thấy ánh nắng này lại bớt rồi, qua những cơn mây, qua những đám mây thì về thấy ánh nắng cũng nhẹ hơn, thời tiết cảm giác râm hơn, mát hơn quý vị và các bạn. Đoạn này thì bên tay phải của Việt, bên hông sông Tô Nịch đang được sửa chữa. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Khương Hạ và Vũ Tông Phan. Ngã tư bên là cầu. Tới đoạn này thì mình thấy hai hàng cây hai bên rộng, cũng xẻ ra những tán lá rộng hơn, thì cảm giác ở đây mình thấy mát hơn quý vị các bạn, không khí hít vào trong lành hơn. Với các quán nước ở trên phố cổ thì ở dưới này biển đấy cũng chậm hơn, các cửa hàng bán cà phê hoặc là nước giải khát cũng vắng khách. Trước màn hình quý vị và các bạn là quán nước mía thì biển đấy có hai khách. Nhiều cửa hàng chưa có người thuê.
suối An Giang. Phơi giữa trời nắng quý vị và các bạn. Các cửa hàng sửa chữa xe máy bắt đầu khai trương. Trong dịch cũng như là sau dịch, các cửa hàng sửa chữa xe máy thì mình thấy phát triển tốt. Hầu như các cửa hàng mở ra đều có việc. Đây là cũng rất nhiều các cửa hàng sửa chữa xe máy mọc lên quý vị và các bạn. Quần áo mùa hè, tôi thấy các chị đang đi chọn. Vắng khách quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn mình sẽ thấy có hai xe cam, xe xoài, ghế khách. Và đây là một xe chè. Cổng công ty xe lắp Thành An, Minh Đoàn 11. Xoài có thể có khách. Wow, quả xoài to. Rồi, và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là tuyến phố Đinh Công Thượng. Việt sẽ rẽ vào tuyến phố Đinh Công Thượng. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Việt. Phố Đinh Công Thượng, việc đấy cũng nhỏ quý cô chú chị và các bạn.
trên lòng đường thì được hai ô tô đi xuôi và ngược chiều là hết lòng đường. Tuyến phố Định Công Thượng là thuộc quận Hoàng Mai, quý vị chú ý và các bạn. Hôm nay mình gửi tới quý vị và các bạn hai quận của thủ đô Hà Nội, quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai. Ở trong phố Định Công Thượng thì mình thấy cũng nhiều cửa hàng chưa có người thuê, như chưa có người kinh doanh. Mặc dù các biển thì mình thấy còn biển cũ còn rất nhiều, các chủ cũ đã không gỡ biển. Đây. Cảm ơn quý cô chú chị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ phố Khương Trung của quận Thanh Xuân sang tới phố Khương Hạ rồi. Việt đã đi hết đường Khương Đình rồi, đường Định Công Thượng rồi. Việt đang ở phố Định Công Hạ, quý vị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Đây là cảnh buôn bán trứng, xe trứng được treo cũng như trưng bày rất hấp dẫn. Ở đây thì hàng loạt các cửa hàng kinh doanh buôn bán nước được thấy chậm. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của mình.